Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Nơi Hậu Giang ạ. Giờ hôm nay thì em tiếp tục quay trở lại với vườn mai của em Nguyễn Kha ở Chợ Lách Bến Tre hả cô chú. Giao lưu hôm nay thì Nguyễn Kha cũng có một lô mai hàng già mùa chuẩn nụ chơi Tết 2024 luôn ạ. Có mai Đại Lộc, Cúc Thọ Hương, Dạo Phú Tân với lại Cúc Hương Chùm nha cô chú anh chị ha. Mong quý cô chú mình yêu thương ủng hộ cho em ạ, ủng hộ cho kênh Cuộc Sống Nơi Hậu Giang luôn cô chú anh chị ha. Dạ lô mai hôm nay thì đa số là những cây đã chỉnh sửa phơm tàn đều hết rồi cô chú anh chị, nụ nút là kẹo nẹo luôn ha. Ghép cũng từ 2 mùa rưỡi ăn lên đó với cô chú anh chị. Dạ, có đủ loại giá đủ loại kích cỡ cho cô chú anh chị mình có nhiều sự lựa chọn luôn nha. Dạ rồi em xin phép được vô clip luôn nha cô chú anh chị. Dạ, xin chào em Nguyễn Kha. Dạ, em chào chị, con chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Hậu Giang à. Hôm nay con có lên một lô cây mới à. Mong cô chú anh chị ủng hộ con. Dạ, cho chị xin lại số điện thoại ha. Số điện thoại của em là 0393 843 842. Dạ. Em ở ấp Chính Phú, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Dạ rồi. Rồi em tiếp tục vô lưu là mã số 21B. Dạ. Là một cây Đại Lộc. Dạ. Đại Lộc nha cô chú anh chị, mã số 21B. Hoành là 26. Dạ. Chiều cao là 70. Chiều dài cành mai là 80. Cây này nụ quá trời luôn cô chú anh chị nha. Đại Lộc mà siêu nút nụ luôn á cô chú anh chị. Cây này chắc cũng có 2 mùa mấy em ha. Dạ, cái này hơn 2 mùa chị ạ. Dạ. Cái chậu ghép đó, nó cũng muốn liền cái thân đó cô chú anh chị. Thân lắc mà cái gãy. Mã số 21 của em trên châu lưu là 1.700.000 em bao ship. Dạ, 1.700.000. Cái này là em không ship chậu à. Gần thì em sẽ ship chậu, còn xa em không ship chậu. Lúc nụ nhìn thấy thương lắm cô chú anh chị. Dạ, chị đã cây ha. Mã số tiếp theo là mã số 22B. Một là một cây giả Phú Tân. Dạ. Mâm tàn dù luôn nha cô chú anh chị. Rồi, vô dây chỉnh sửa tàn xương cứng hết trơn rồi cô chú anh chị ha. Chiều cao là 90. Tán ngang là 90. Hoành là 26. Mã số 22B em xin giao lưu là 1.800.000 em bao ship. Dạ 1.800.000 giảo Phú Tân. Ba B. Dạ 23B. Một cây Đại Lộc. Vâng lùng liền hơn hết cô chú anh chị. Hoành là 27. Dạ. Dáng thái cũng nhiều dáng lắm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 66. Tán ngang là 80. Dạ, nụ nút mà lên đều gan hết trơn luôn nha. Mã số 23B em xin giao lưu là 1.800.000 em bao ship. Dạ, 1.800.000 nha cô chú anh chị. Cây này mình để đầu bằng khách chơi là ngon lành lắm. Cây này có lai thú 2 cái giò hàng tước. Dạ. Nó chuẩn bị phóng rồi. Dạ, chị đã nha. Mã số 24B. 4. Mình là 27. Dạ, mình ghép giống gì vậy em ha? Dạ, cái này là cây giả Phú Tân. Chiều cao là 80. Tán ngang là 1 m. Cái mã số 24B em xin cho luôn là 1.800.000 hay bao ship. Dạ 1.800.000 nha cô chú anh chị, giảo Phú Tân ha. Một cây Cúc Thọ Hương. Dạ, cây này lùng lì luôn hết cô chú anh chị. Cúc Thọ Hương. Chiều cao là 75. Dạ. Tán ngang là 75.
hoành là 26. Dạ, đế cũng khá đế luôn cô chú anh chị. Cây này thì nó hơi lùn chút xíu nhưng mà tàn kính tàn luôn nha. Nụ nút là có hết trơn á mấy cô chú. Mã số 25B em xin cho luôn là 1.2 em 3 xếp. Dạ, 1.2 cho nè. Rồi cây mã số 26B là một cây đại lộc. Dạ, tàn thơ. Phơm tàn thông phơm cao mấy cô chú anh chị, nhưng mà cây này thì có thấp thân ha. Hoành là 24. Dạ, cây nào cũng có củ đế trơn nha quý cô chú anh chị. Củ đế đặt là 48. Dạ, thấp thân thì chắc cũng khoảng có 2 gang, 2 gang rưỡi á cô chú anh chị. Thấp thân là thấp lân là 48. Dạ. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 70. Cây mã số 26B một cây đại lộc em xin giao lưu là 1.6 bao xếp. 1.6 nha cô chú anh chị nha. Nút nụ là lên đều cây luôn hả? Chột dép mà gần bằng ngón út hết trơn đó nha cô chú anh chị. Dạ, 1.600.000 mã số 26B. Mã số tiếp theo là mã số 27B. Dạ, cây này trực lắc tàn thông luôn với cô chú anh chị ha. Đế nơm luôn hả? Hoành là 22. Dạ. Củ nôm đặt là 63. Cái nôm nó bỏ đều lắm cô chú chị, không có trống góc nào luôn nha. Chiều cao là 1m14. Tán ngang là 77. Dạ. Mã số 27B em xin giao lưu là 1.5 triệu em bao ship. 1.5 triệu nha cô chú anh chị, nút nụ kim thì em thấy có luôn nha cô chú. Tàn ấm tàn luôn à. Mã số 28. Mã số 28B là một cây đại lộc. Hoành là 25. Dạ, đế cũng khá đế luôn cho anh chị ha. Củ đế đặt là 42. Dạ. Chiều cao là 85. Tán ngang là 60. Cây này đủ nút quá trời luôn á cô chú. Cây mã số 28B là một cây đại lộc em xin giao lưu là 1.2 triệu em bao xiếc. Dạ, 1.2 triệu. Cây bò ghép nó bị rồi đó cô chú anh chị nha. 1.2 triệu một cây đại lộc mã số 28B. 29B. 29B là một cây đại lộc. Dạ, cây này thì dáng nó hơi siêu nhẹ nha cô chú anh chị. Hoành là 30. Dạ. Đế nó cũng gom cái nồi đế luôn nha. Chiều cao là 1m1. Tán ngang là 85. Cây này đại lộc là nút nụ siêu nụ. Cái này già mồ luôn. Chọc ghép cả nó. Mã số 29B em xin giao lưu là 1.9 triệu em bao ship. 1.9 triệu nha mấy cô chú anh chị nha. Ủa bên này mỏ nát lá luôn á. Số trên 29B nha cô chú, 1.900.000. Mã số 30. Mã số 30B là một cây cúc tha hương già mùa. Hoành là 26. Đế khá đế luôn với cô chú anh chị nha. Chiều cao là 76. Tán ngang là 83. Cây mã số 30B em xin giao lưu là 1.1 triệu em bao ship. Thọ hương nha. Cây này trọc ghép cũng khá to với cô chú anh chị. Cây này già mù. Dạ, 4 bo thôi mà trọc ghép khá to nha. Cây này em ship em bỏ chậu lại. Dạ. Về hai khách hai chậu mới. Dạ. Cây mã số 31B. 31B là một cây đại lộc. Dáng siêu siêu luôn á cô chú anh chị. Hoành là 26. Dạ, đế củ đế luôn nha. Cái trước này có gửi triệu luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m. Tán ngang là 93.
Cây mã số 31B này em xin cho luôn là 1.8 ship. Dạ, vô dây chỉnh sửa tàn đều của chú Nga mà nút nụ nhìn mê lắm luôn à. Cái này nó bị tài nhẹ ở đây nghe chị. Dạ. Đây, nó bị nhẹ ở đây, thấy chưa? Không có nhầm gì hết. Kéo da liền xẹo hết rồi. Dạ, mã số 31B một cây đại lộc da mua. À, mình cho luôn giá bao nhiêu ạ? Dạ 1.8 chị. Dạ. Mã số 32B là một cây cúc thọ hương già mùa. Kép giúp người mai thân mắt lượn luôn cô chú anh chị. Đến chữ cái là lực luôn nha. Vành là 26 đúng luôn. Dạ. Nó rẻ nó có ngấu con ngấu hết trơn á cô chú anh chị. Chiều cao là 99. Tán ngang là 83. Cái mã số 32B em xin cho lưu là 1.6 bao ship. 1.6 cô chú anh chị nha. Cây này cũng bo cũng già lắm đó cô chú anh chị. Nút nụ kim là nút nụ là có luôn nha. Ghép với cái phôi thân lắc mà thai cầm lực luôn nha cô chú anh chị. Mã số 33B. 33B là một cây đại lộc. 33B nha cô chú. Còn 24. À, đế cũng khá đế nha cô chú anh chị ha. Chiều cao là 92. Tán ngang là 70. Dạ, đây là cây mã số 32B em xin cho lưu là 1.3 bao ship. Em bỏ chậu. Dạ, chậu biết là nó kéo nhựa liền trường đó cô chú anh chị. Quá trời nụ luôn nha. 1.3. Dạ. Mã số 34B là một cây đại lộc. Thơm tàn dù luôn đó cô chú anh chị nha. Quỳnh 30 đúc luôn. Dạ, này cũng khá đế nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao là 93. Tán ngang 70. Dạ, đại lộc nha cô chú anh chị, đủ nút này đã luôn ha. Có mấy cái búp xanh xanh này vậy cô chú anh chị mình test mặt bông được luôn hả? Búp nụ xanh là tròn do. Tròn do này là không có lai đó chị. Dạ. Không có lai nằm cánh. Nhông toàn là bao. Dạ rồi. Mã số 34B em xin vô luôn là 1.2 em bao ship. Dạ, 1.2 đại lộc và một sàn dù luôn nha cô chú. Một cây giảo phú tân. Dạ, 35B nha cô chú, phơm cao luôn nha. Ghép với phôi mai vàng dán trực luôn nha cô chú anh chị. Đế là gương của đế ha. Hoành là bao 31 và đeo. Dạ. Này cộng gãy lực lắm á cô chú anh chị. Tủ đặt toàn là 36. Dạ. Chiều cao là 1m1. Tán ngang 80. Cái mã số 35B em xin vô lưu là 1.9 đến 3 ship. Dạ cô tâm. Cái này vô nút nụ gõ luôn đó cô chú anh chị. Dạ 1.9. Mã số 35B. Dạ. Mã số 36B. Em nhìn đùng liền. Cái này là một cây cúc hương chùm. Dạ. Cao là 70. Cũng tàn dù luôn á cô chú. Tán ngang là 1m. Hoành là 25. Dạ, đế cũng khá đế là một cây cúc hương chùm. Mã số 36B em xin giao lưu là 1.5 em bao ship. Dạ 1.5. Cúc hương chùm này thì cái nút này cũng thấy thương lắm nha cô chú anh chị. Dạ. 37B là một cây đại lộc. Dạ. Cây này cũng phơm lùm luôn cô chú anh chị ha. Hoành là 25. Dạ, đế là có nguyên bệ luôn á cô chú anh chị. Cái này già mù rồi. Chiều cao là 66. Tán ngang là 80. Cái đại lộc mã số 37B em xin giao lưu là 1.8 em bao ship. Dạ, hàng già mù, nút nụ cứng cây luôn á cô chú anh chị ha. 1.8 cây nha. Chọc ghép này là cỡ bằng ngón út ăn lên đó cô chú anh chị. Có cái thì bằng ngón trỏ thêm luôn nha. Dạ rồi. Mình đổi luôn nha.
Dạ, mã số 38B là một cây giảo Phú Tân. Cú đế luôn nha cô chú. Hoành 25. Cú đế đặt là 37. Chiều cao là 96. Tán ngang là 1m05. Em mã số 38B em xin giao lưu là 1.7 em 3 ship. Dạ 1.700 ngàn nha. Em không ship chậu không? Dạ. Và nút nụ kim bao la luôn á với cô chú anh chị. Ngày này mình chơi Tết cái bo là vui vui luôn nha. Dài 38B 1.7. Mã số 39B, một cây đại lộc. Dạ dáng siêu siêu luôn cô chú anh chị. Hoành là 25. Cũ đế đặt là 43. Chiều cao 90. Tán ngang cũng 90 luôn. Cây mã số 39B em xin giao lưu là 1.500.000 bao ship. Dạ, nút nụ thì cô chú anh chị mình yên tâm ha. Em thấy có mỗi nách lá luôn á cô chú anh chị. Cọc dép thì nó già lắm rồi, nó đang kéo nhựa mạnh luôn á cô chú. Dạ rồi, 39B, 1.500.000. À, mình mở đi nha. 40B là một cây Phú Tân. Dạ, toàn thông luôn nha cô chú anh chị. Cũng đứng mở luôn nha, cây này không ghế cho bá nữa luôn. Hoành là 27. Cũ đấy đặt là 48. Dạ. Chiều cao là 1m25. Tán ngang là 1m15. Cái mã số 40B em xin nhập lưu là 1.900.000 hay 3 ship. Dạ, 1.900.000 cô chú anh chị. Dạ, Phú Tân về vừa. Cây này lên nút nụ là đều luôn rồi đó cô chú anh chị. Trọt ghép thì nó cũng cỡ bằng ngón út chân hết trơn rồi ha. Dạ. Dạ. Rồi, mã số 40B là cũng là mã số clip của em ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em. Mong cô chú anh chị ủng hộ em những clip tiếp theo ạ. Em xin cảm ơn ạ. Dạ em xin chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo của kênh Cuộc Sống Và Thời Gian luôn ạ.